Thế giờ em đang record này, Thử đi. cái chỗ này nó record đây này. Thấy không? Thấy cái dấu? Dạ, thấy dấu recording. Thì cái này là mà em record trên này cũng được kìa. Còn nếu mà em dùng OBS thì em record trên OBS cũng được. Còn nếu mà em không thích thì em chỉ dùng cái này xong thôi. Sau khi cái này xong quá thì em sẽ lấy cái video này, em bỏ vô cái OBS, em sắp xếp làm sao cho nó đẹp kìa. Ok, Có nhiều cách hiểu lắm rồi. nè. Cho đại khái, nhưng mà làm sao bây giờ hai anh em mình phải nói chuyện ăn tiền thôi. Chứ còn mấy cái này nó dễ lắm, tại vì cái này Nó á, lưu loát. cái này á là biết sao anh không? Tụi Việt Nam nó không có biết. Việt Nam nó chỉ biết cái gì mà em nói thì hơi buồn, thì Việt Nam nó chỉ biết cái gì mà đưa vô mặt nó thôi à. Tức là Việt Nam là gì quên này. Việt Nam á thì làm chuyện lớn thì ít mà làm lớn chuyện thì nhiều. Nó chỉ biết cái gì mà thí dụ như này, anh không có ý gì nha. Lớn Thí dụ nha, bấm vô cái Facebook chỉ có like, nó biết like thôi à, chứ còn lớn kêu nó học nó không có học đâu. Việt Nam nó, em nói thì hơi buồn, Việt Nam nó nói thì mình nói một nó hiểu phân nửa, mà khi mà nó nói thì người khác tới tới nói gấp 10 lần, cho nên nhiều khi nó mình phóng nói ra. nó không có hiểu gì hết anh, vậy nó không có hiểu gì hết. Mà bởi vì em không có dạy, hồi đó em dạy nhiều lắm mà nó không có vô, dạy hình như là mười mấy đứa trên Facebook nè, mười mấy tiếng mà nó không, rốt cuộc cái nó nói hơi khó, cái nó cũng xài cái Facebook like, cái nó forget thì thôi mày làm đó gì. Cái nhưng mà em không có thích, em không có rảnh mà em ngồi nói chuyện tào lao vậy. Em cũng có những cái chương trình nào có hữu ích rồi mình, tức là em cũng lớn rồi, em ngồi nói chuyện tán dóc như mấy đứa trên đó được chưa? Đó thì đó, thì bây giờ em nghĩ thâu như vậy là perfect rồi, hai anh em nói chuyện. Thì bây Nói như bình thường người ta giống như là không có commercialize quá, người ta cũng cảm thấy người ta thoải mái, người ta relax, người dạ đúng không? dạ. Thì bây giờ giả sử nha, bây giờ để mình Giống giờ như nói chuyện giống như là thằng thằng Crowder gì đó, Steve Crowder, hoặc là thằng nói chuyện trong UFC á, gì đầu chọc á, thằng nó nói gì về health, đề tài về health cũng nhiều lắm. Thằng gì mà trong cái show nó là MC cho UFC Fighting, không biết bạn có coi mấy cái đó cũng có coi UFC không? mà em không nhớ thằng đó, em không biết nó tên gì, anh em có thấy thằng đó, em biết thằng đó, em có coi gì. Nó nổi tiếng lắm. UFC Thật sự á, commentator rồi đó, commentator nó đó là anh Mẫn nói, nó là nếu mà anh nói trên này hay anh còn nổi tiếng mấy đứa ngoài nữa. Có những đứa trên YouTube hoặc là mấy những đứa mà stream live nó còn nổi tiếng hơn đứa bên ngoài nữa, vậy nó làm tiền còn nhiều hơn nữa vậy, mà nó đâu có phải đi đâu đâu vậy. Thời buổi bây giờ mà chơi không làm tiền, tại vì khi mà mình nói như nó vậy làm tiền trên quảng cáo đó. Mấy thằng nhóc mắc mà gì vậy, nó nói game không á, mà nó làm mặt chịu á, mặc chịu quá vậy. Hoặc nó là nói mấy cái game tụi nhóc cứ coi không mà. em có mấy thằng bạn làm cái triệu mà vậy. Hồi đó thì em làm hình như là 5.000 một tháng hay vậy, em đâu có làm con khỉ gì đâu đâu. Em chỉ upload trên đất ở trong núi một còn mỗi cái YouTube cả triệu người coi à. Cho Cái tụi tụi app nó chạy cho mình là tụi nào nó chạy cho mình tụi ad nó trả gì vậy advertise cho hả, mình. Rồi mà khi mình phải apply cho nó hay sao? apply à, thì nó lấy mình lấy 65%, nó lấy 35% nha. Google lấy 35%. Còn Vậy á. mà khi mà mình nói chuyện giỏi, thí dụ bây giờ anh á, thí dụ bây giờ mình có những thâu những cái chương trình tiếng Anh á, bây giờ nói tiếng Việt cái, tại vì mình thâu bằng tiếng Việt trước rồi sau đó mình nói, khi mình nói tiếng Anh giỏi thì cái những cái công ty á nó sẽ, khi mà anh nói giỏi thì khi mà mình upload xong cái này xong Hồ rồi mình upload trên YouTube đó thì nó thấy ô anh Mẫn Phạm này nói good quá, thì nó đưa cái product tới cho anh quảng cáo. ừ. Trước khi vô nói chuyện cái anh sẽ quảng cáo cái product của cái công ty đó nó gửi tới á, Ừ. thì anh quảng cáo như vậy thì nó đưa anh bao nhiêu tiền nha. Mà cái đó là mình phải nói bằng tiếng Anh hết kìa, tại vì mình muốn được quảng cáo thì mình phải nói tiếng Anh, thì lúc đó mình phải nói bằng tiếng Anh. Còn bây giờ mình tập cái này để mình nói chuyện với người Việt trước đã, mình tập cho nó quen. Thí dụ như bây giờ em đang nói gì mình gãi đầu vậy thì cũng đã, nhìn đâu có đẹp không vậy. Rất quan trọng lắm, cái cử chỉ nó quan trọng lắm vậy. Anh Mẫn á, thì bây giờ em thử dạt sơ qua thử coi anh nói không vậy thôi, và để chút mà anh viết xuống, cái chỉ cần viết cái câu hỏi thôi. Bây giờ em nói là welcome anh Mẫn Phạm tới chương trình live show của em, của Bảo Phán. Thì bây giờ
Xin anh được biết anh Vẫn Phạm là cũng có nhiều kinh nghiệm theo phương pháp dưỡng sinh đó, thì bây giờ không biết anh Mẫn có thể cho mọi người biết cái phương pháp dưỡng sinh nào mà anh cảm thấy nghĩa là giúp anh được nhiều nhất, và anh có thể biết nguyên nhân nào mà dẫn anh đưa đến cái việc mà sống lâu sống khỏe và thực hành phương pháp dưỡng sinh nha. Ví dụ như thế vậy. Dạ, để tới phiên anh nói thế này. Mình nói làm sao mình có ai con tắt rồi, tới phiên anh nói thử coi. Hồi nãy thí dụ anh nãy giờ em nói anh nói chuyện với em bình thường đi giờ. Dạ. Mình cứ tập đi trước vậy. Mình nói mình phải chào. Mình phải chào khách hay là sao là mình nói chuyện bình thường hay là nói chuyện như là đối bây giờ là mình có thể. Anh mới đầu nói ô kính chào quý khán có gì khán giả vậy đó vậy. Rồi chào trong đó. Okay. Dạ. Vẫn xin kính chào quý khán giả đã nghe qua đài đài gì thế nhỉ? Đài Hồ Việt. Đài Bảo Phán. Thì thực ra đây là một cái duyên mà thực sự cách đây 2 năm thì Mẫn cũng thường thì cũng không để ý về vấn đề sức khỏe hay là vấn đề ăn uống. Mình cũng nghĩ là không quan tâm đó, thì mình nghĩ mình cũng ăn uống khỏe mạnh, người không có mọc không có gì thì mình nghĩ ok không có sao. Nhưng mà qua nhiều lần thử máu thì có bắt đầu để ý thấy những con số nó thay đổi càng ngày càng lên, ví dụ như là đường, glucose hoặc triglyceride, cholesterol, mình không hiểu biết cái tên của nó nhưng mà không có rõ lý do tại sao những con số đó nó như vậy và tại sao nó lên, thì đến cứ nó thay đổi như vậy thì mình đâu mình quan tâm, thì từ đó mới tìm hiểu thêm, mới được có một người bạn nói thêm về cái cách nào để mà giảm đi cái triglyceride, giảm đi đường, cách nào giảm đường. Thì có giới thiệu qua cái chương trình gọi là ăn uống theo keto diet. Tuy nhiên là ăn đường thấp, ăn về coi như mình giảm low carb, high fat, low carb thì mình ăn cái lượng mỡ cao, mà ngược lại đường hoặc là những cái tinh bột giảm thấp xuống. Thì người bạn đã giới thiệu qua cái chương trình đó và mình cũng không rõ cho lắm, nhưng mà vì quá coi như là không coi như là rất mình muốn làm sao để mà thay đổi cái lượng triglyceride, muốn biết là lý do như thế lên, thì bắt đầu ăn uống theo cái quy chế của keto diet, thì nó thay đổi sau một tháng thì cơ thể nó thay đổi đường xuống và triglyceride xuống, thì là như vậy. Thì mình cũng không có hiểu sâu lắm, nhưng mà vì đó từ đó và cái đọc tiếp nghiên cứu riết thì hiểu rõ hơn lý do và tao đi sâu vào chi tiết hơn về cái cách ăn uống của keto như thế nào. Ok, cảm ơn anh nha. Thì chẳng hạn tới khúc này không? Em có hỏi nữa chứ. Anh có cái tấm hình của anh đó, thì nếu mà anh gửi cho em á thì em trước và sau ha, before and after. Mình trước đúng và rồi. Sau vậy? Thì gửi ra nó mới impress người ta không? Thì bây giờ thôi thì cái đó để giờ mình đi dàn trang sao? Dạ. Yeah. Bây giờ làm sao bây giờ em hỏi câu cái tiếp. Anh Mẫn như vậy là sức khỏe của anh nghĩa là trở lại bình thường, thì em không có soạn trước nhưng sức khỏe của anh như vậy là nó trở lại bình thường, và nếu mà nói một cách khả quan tức là nó tốt hơn ngày xưa, thì anh có thể cho mọi người biết là cái chương trình cái phương pháp keto diet là nó một cách cụ thể như thế nào được không anh Mẫn? Cơ thể mình thì có bốn cách để có ba cách để mà nó
tạo ra năng lượng để mà như là để hồi sinh cơ thể, để mà dinh dưỡng cơ thể. Thì thứ nhất là cơ thể mình sẽ đốt thức ăn như carbohydrate biến thành lượng đường để mà nuôi cơ thể. Thứ nhì nữa là nó sẽ đốt mỡ để mà nó thành năng lượng, tạo năng lượng để nuôi cho cơ thể. Ba nữa là nó đốt những cái như là muscle, bắp thịt của mình để mà tạo ra năng lượng để mà nuôi cơ thể để mình sống. Thì khi mình không ăn uống gì á, không có chất đường, chất bột hay là những cái thức ăn gì á, thì nó sẽ tìm chất mỡ trong người, nó sẽ đốt để nó tạo năng lượng cho mình. Mà nếu mà không còn phát nữa, lúc đó người mình ốm rồi không còn gì nữa, mà nó tìm tới mỡ bắp thịt của mình. Mà đến bắp thịt thì cũng rất là khó à, thì thường thường là nó đốt mỡ trước à, mỡ cho người để mà nuôi cơ thể mình, nó tạo năng lượng. Thì đa cái vấn đề như thế này là khi mà mình ăn chất ngọt, chất tinh bột, thì cơ thể một ngày nó chỉ có coi như là cơ thể mình nó chỉ hấp thụ được có bao nhiêu số lượng năng lượng đó thôi, tế bào mình nó hấp thụ bao nhiêu đó, còn thái quá nhiều quá thì nó sẽ biến đổi lại, nó sẽ đưa về gan nó sẽ biến đổi lại thành cái store fat, là cái lượng mỡ mà mình thấy gọi là mỡ bụng á, nó nằm ở đó để mà gọi là store fat rồi đó. Thì khi mà người ta ăn bột, ăn carbohydrate nhiều thì cơ thể nó không có tiêu thụ hết, thì nó sẽ cơ thể mình nó phải giữ lại thành chất lượng mỡ giữ trong mỡ bụng. Thì từ đó từ mỡ bụng nó ra thì nó đưa đến vấn đề là đường nó mình nó cao, nó thải vào trong máu nó sẽ mang mỡ đó giữ lại rồi trong cái triglyceride thành triglyceride. Anyway thì nó là như vậy. Ok, vậy là cái câu hỏi. Nhiều khi mình phải nghĩa mình nên ngắt ra từng, mình nói dài quá ta nghe người ta ấy, mình ngắt ra câu hỏi. Chả là anh nói dài cái hồi cái mình exactly yeah. Nhưng là người ta nghe giống như là bà thấy giọng anh nó rất là nghe nó chậm, rồi khi nghe ta nghe không có mình quên đó, mình nói cái hồi cái mình nói chậm ta nghe ta buồn ngủ. Dạ đúng rồi, dạ cho nên đôi khi ở giữa, đôi khi anh cứ tưởng tượng anh phải ngắt vô, ngắt vô rồi đôi khi anh cứ đôi khi anh cứ giỡn gì đó, thì khi mình cũng có giống như mình thấy có những cái chót khi mà anh nói cái này rành đó, anh thấy có cái lợi là mai mốt mình nói với công chúng đó, mình sẽ rành, mình sẽ vững hơn, tại vì mình quen với cử chỉ mình trước mặt không, mình trước mặt em nghĩ là mình nói công chúng nó rất là tiện lợi, mình không có làm những cái thói quen ngày xưa mình chẳng hạn như gãy hầu hay xăm thịt đầu, không có thì ngứa mũi là có những đứa nó quên, không thấy thằng kia ngứa nó mũi rồi, là nó mũi mũi em phải cắt, còn kia rồi với lại mình học cái eye contact nữa, mình nhìn nha, eye contact nó cũng quan trọng lắm, so như vậy á là anh có thể cho biết là anh Mẫn thực hành cái phương pháp keto diet này được bao nhiêu lâu rồi, mà anh có thể cho biết cụ thể là tình trạng sức khỏe của anh nó như thế nào, anh lên cân giảm cân hoặc là anh có cảm thấy nó yêu đời hơn không? Khi mà bận vô trong chương trình keto sau một tháng, tuần đầu thì mất đi 7 pound. Thì mình cũng không có tin là tại thường thường có ít thế nào mà để ý đến vấn đề lượng nặng của mình. Mình chỉ có nhìn để ý khi nào mình thấy mình ăn mặc quần áo mà thay đổi rồi mình mới để ý thôi. Nó mặc chặt quá mình nói ồ, dạo này chặt mọc. Sao? Mà mình ít khi nào nhà thực tình không có một cái cân. Thì đi tập thể dục trong gym thì nhảy lên cân thì mình cân mình thấy mình mất 7 pound, tuần đầu mình cũng không tin nên phải chạy đi ra ngoài chợ mua cái cân về, thì y như rằng 7 ngày đầu mất 7 pound rồi sau đó cứ tiếp tục theo chương trình mà keto diet hướng dẫn, thì một tháng sau mình mất đúng 15 pound, thì từ 145 rớt xuống còn 130 pound. Thấy người nó khỏe hơn, nhẹ nhàng hơn, làm việc
cái gì cũng lẹ, đi đứng cũng lẹ, không còn nặng nề như xưa. Thì người nó nhẹ nhõm hơn nhiều. Rồi sau đó tháng sau, đúng 2 tháng thì vẫn đi thử máu thì thấy rõ ràng là cái lượng triglyceride nó giảm xuống đến 200 điểm, từ 278 xuống còn 78 điểm. Và số đường A1C, H1C từ 6 chấm xuống còn 5.9. Thì bác sĩ nói khỏi cần phải tái khám. Sau khi đọc cái bản tường trình thử máu. Huyết áp anh có cao không anh mà? Không. Huyết áp thì bình thường. Huyết áp thì bình thường. Cholesterol cũng ok. Bác sĩ cũng không có nói đặt nặng về cholesterol. Thì chỉ có hai vấn đề bác sĩ coi là ba thứ thực sự là vitamin D thì hơi thấp. Thì bây giờ vitamin D nó khá hơn. Cholesterol thấp đi, đường giảm đi. Thì cholesterol nó lại phát triển khá hơn. Hoặc cholesterol mà là testosterone, tức là kích thích tố nam nó khá hơn. Có chừng có con thêm testosterone rồi. Đồng khi mình nói hay giỡn giỡn nó cũng vui vậy. Cho thường thường cái testosterone của em nó overload thì sao? Phải nói vô thằng bác sĩ, tại là tất nhiên là mình nói chuyện nó vui cũng được kìa. Nhưng mà nó có khoe, nhưng mà mình không nói chuyện ở đâu, nhưng mà em nói em bữa vô tại Linda làm cho bà bác sĩ á. Hồi xưa làm cho hãng thị trường chứng khoán, nhưng mà hãng nó thải nó cho nó đi qua làm bác sĩ, nó giống như business manager đó anh. Y tá học luôn làm physician assistant PA. Thì em vô, bây giờ em muốn đi khám gì em vô, nó chỗ khám đồ chả các nào đâu. Em vô thì nó cái bà bác sĩ bà lo đo lượng testosterone của em, trời mấy thằng này nó dư testosterone, cứ đọc chữ đó lộn hoài vậy. Lượng cái đó không biết sao nó nhiều dễ sợ vậy. Mà tới tuổi này em vẫn còn, mày có mày nói em đá banh hay là chơi gì, mấy tuổi cùng tuổi em tụi nó chơi không có lại à, hay là cái lý do em nghĩ là tại vì em không có con á. Em không có lo nhiều á, cho nên em không có bị, khi mà mình bị lo lắng nhiều, mình stress vô, mình ăn uống bừa bãi, chứ là ăn uống bừa bãi, ăn uống nước ngọt hay gì á thì hình như là em không đoán, em không có biết nhiều vậy, tại không phải em không làm trong ngành đó, thì cái lượng testosterone nó ra ít nha. Có những đứa mà nó bự con lắm, nhưng mà nó ngồi nó coi football ngoài, mà biết anh biết sao nó tới, để mai mốt sửa cái này trước mặt nha, em khỏi quay mặt đi. Để nó tới cho bác sĩ để nó chích testosterone đó nha. Testosterone là chích, là thí dụ như mình muốn cái gì, mình muốn sung sung cái gì đó anh vậy. Thí dụ như mấy tuổi mà đi show nữa cứ chích hoài à. Tại vì Linda làm cho trong hãng, trong chỗ bác sĩ mà chỗ nó cũng lớn lắm nha, mà nó coi cũng nhiều nha. Cho nên đứa mấy ông già vô chích hoài, tại vì cái ông bà vợ đòi đâu có pin đâu vậy. Vô chích testosterone vậy. Mà testosterone á, testosterone là thường á mấy ông hay vô chích lắm vậy, mà vô bả chạc lấy cát xong mà, với lại vài ara nữa vậy, vài ara thì nói anh nói bên trong vài ara mà nó chích nữa hả, chích rồi mà còn mua cái vài ara vậy. Nhưng mà vài ara là đi mình mua bên Ấn Độ vậy, mình bán mình lấy cát, tại vì bác sĩ đâu phải cái gì cũng khai anh vậy. Ví dụ như vitamin mà trong Costco hay là trong gì á, bắt mấy thằng bệnh nhân, mấy thằng này cũng nó đâu có chịu nghiên cứu gì đâu vậy. Thì vô bác sĩ nói cái gì thì đúng rồi, nghe tao là dạ ok, bây giờ anh có đưa cái cục vitamin nó nói uống cái này tốt lắm, thì ăn đúng thuốc nghe theo đấy. Có nghe thôi, chứ thật sự mình vô Costco hay là Sam Club mình same thing đưa ok mình uống vitamin A, nhưng mà thật sự cái hộp vitamin A đó, ví dụ như trong Costco có 5 đồng, khi mà bán 10 đồng gì đó, 20 để đại khái họ nhờ em làm cho, nhờ con bồ em làm trong đó, thì bồ cũng biết là bồ 21 năm rồi, bồ lâu gì không cho em mới biết điều gì vậy. Ok, muốn giảm nó thì dễ lắm, giảm mà
giảm triglyceride xuống và giảm đường xuống. Mấy người mà tiểu đường á, cái vấn đề sinh lý họ rất là yếu. Mà lý do là sao là cholesterol nó sẽ bị giảm xuống khi mà triglyceride nó cao quá. Cho nên là testosterone nó sẽ xuống, nó đi tỷ lệ với cái triglyceride. Cái cộng nữa có nhiều cái bài khi mà bảo muốn mà vấn đề đó mà gớt đó là tập squat, tập trồng chuối đó, giống như squat á. Bắp thịt ngay hai bên háng của mình đó. Nó cái gland của nó tạo testosterone khi mà ngay cái chỗ bắp thịt háng cái đó mà nó mạnh đó. Trồng chuối á thì có cần kẽm squat á. Hả? Trồng chuối thì có dễ học không anh nhỉ? Thì trồng chuối giống như là squat á, mình cầm mình squat mình đưa hai dòng mình xuống thì giống như trồng chuối vậy. Xưa Việt Nam mình hay trồng chuối cái lên xuống rồi. Mấy người lớn tuổi họ tập có dễ không? Thì người nào mà đầu gối mà yếu thì họ xuống xa, đừng có xuống sâu quá. Tại mà mới đầu xuống... phải dựa vô cái tường chứ không? Lấy cái nếu mà đầu gối tốt thì không sao, còn đầu gối mà yếu thì họ lên không được, mình lên khoảng 90 độ thôi. Ok, em hiểu. Lên khoảng góc cái này thôi, mình đừng có xuống cái đầu gối vậy, cong quá đầu gối nhiều xuống lên không được, xuống vừa cái mông thôi. Nhưng mà cái đó nó cái squat đó, là cái một những cái bí mật á, là nó làm cho nó làm cường, không những cái đó mà làm cho vấn đề đó cứng cáp vậy. Hả? Thì sinh lý nó mạnh lên nhỉ. Sinh lý mạnh mà vậy mà mình you get a hard on. Dạ. Thì thực sự cái hạnh phúc gia đình đó thì nếu mà nó cũng phải nhờ về cái phần sinh lý nữa, chứ còn mình nếu mình nhờ tinh thần không á thì nó cũng không có đúng lắm nha. Em nghĩ vậy. Yeah. Cũng stress out, có nhiều người vậy là cũng lo lắm. Anh cũng chạy dùm một số bạn bè đó, anh biết nhiều đứa có vấn đề, nhất là cái lưng nó đau. Mà khi mà cái lưng mình đau mà yếu sao mình làm được, right? Khi mà cái back mình nó back pain mà how you gonna do it? You have back pain, right? So the back is very important. So the important is mình trả lại vấn đề là sao mình ăn uống cái gì là cắt đi cái inflammation. Đó, ba khán giả năm thì anh nói cho nghe, mình khám phá rất nhiều được hay, mà nhiều cái vấn đề nó tới vậy khi mình nói ra bạn bè nó không có tin đó, chỉ có trong phòng the mình mới biết, mình mới hiểu được. Thì nhiều khi anh nói đùa với bạn bè, nó nói mình giỡn, mình nổ mà nói, nhưng mà thật sự khi mà cái lượng đường mình xuống, triglyceride mình xuống và mình tập cái squat á, là không phải một mình anh nha, cho nên là anh vô tình mấy thằng trẻ trẻ mà với thằng quen mà nó tập tạ đó, nó nói mình mới biết, mình mới hiểu rằng mà khi mà nó tập cái đó rồi, cái bài tập rồi, bình thường khi mà mình ra trận xong trận cái là mình chiều xuống vậy, không ngóc đầu lên vậy, mà cái này á, khi ngóc đầu nó mình bực mình luôn á. 5-10 phút sau nó còn thế vậy mà cái lý do là nói ra nhiều khi anh nói bảo nó đùa, nhưng mà thật là nhiều khi ở tuổi này không đụng thôi, nhiều khi một ngày đụng 2-3 lần. Những cái chuyện đó là thường thường mình là mười mấy năm về trước, mình lúc mình sung sức mình mới quen nhau, về sau tự nhiên nhiều khi tháng lần, tuần lần, đúng không? Nhớ nhiều khi một lúc, một ngày, hai ba lần, tự nhiên cái cơ thể mình nó đòi hỏi. Thì nói mình nói ngồi anh ngồi với đám bạn nó chia sẻ cho nó, tại vì không phải mình tự hào cái gì, nhưng mà mình thấy mình khám phá ra được, mình chia sẻ cho anh em. Đó là một cái bài để mình học. Học được thì đó là vấn đề mình giữ hạnh phúc gia đình vậy thôi. Cái đó quan trọng với anh, tại vì nếu mà bà xã đòi hỏi mà ông chồng không đến thăm đó hoài thì thực sự bên cái người phối ngẫu họ cũng khó chịu lắm chứ gì. Họ cũng cái đó anh em nghĩ em nghĩ rất là quan trọng nha. Từ lúc tại vì thứ nhất là mình giảm đau,
giảm cái lần đầu thì mình mới có khả năng sinh lý, mình mới enjoy cái vấn đề đó. Khi mà khi mà đau đớn mệt mỏi trong trong người động chút xíu là mình đâu có không muốn gần gũi nữa đâu. Thì người đàn bà cũng vậy nữa. Thì khi nó hội đủ mình giảm cách ăn uống, uống nghệ vô những cái đề tài đó, mình nói chị anh nói nghe, không cần phải uống thuốc, không cần ba cái ba ra, không cần anh thấy mấy thằng mấy thằng Mỹ uống quay như điên rồi nó chích testosterone nữa, mà anh thấy không, cứ tháng sau nó lại chích tiếp nữa. Mà anh thấy không, mấy thằng này là chắc do cái sinh hoạt hàng ngày của nó, ăn uống không điều độ mới do vậy rồi chứ chích quầy nó riết bảo nó có, gì à? Bảo có biết một lần á, cách đây cũng khoảng cái chừng từ tháng mấy tháng 8, tháng 9 gì đó năm ngoái, anh test một lần 30 days average 30 times. I never done that in my life, you know. Nhưng mà tự nhiên cái mình muốn hiểu tại sao cái cơ thể mình nó thay đổi như vậy hả? Thì mình muốn tìm hiểu, không phải mình hiểu là lý do gì nó như vậy, lý do tại sao cái vấn đề đó càng ngày nó càng thái hóa, mình càng lớn tuổi đi, cái vấn đề đòi hỏi của mình sinh lý nó càng ngày nó càng giảm đi. Thì cái lý do gì tại sao như vậy, tại sao mình đòi hỏi như vậy? Thì anh khám phá là được cái nó rất là đơn giản, không có khó. Không khó nữa. You know, I'm much younger than me, 12 years younger, and she thấy tội nghiệp hơn. Thấy tội nghiệp và bên. She không nổi, người vợ của mình mà không có phải chiều mình á. Dạ dạ. Em cũng tình trạng đấy. Thì anh nói là người đó như mình hoạt động active, cách ăn uống của mình, uống nghệ vô, giảm đau. Để đầu lưng thì tự nhiên khi mình giao hợp nó thoải mái lắm, không có giống như mình enjoyable, không phải là một cái task mình làm để mình phục vụ cho ai gì đó. Thì cái vấn đề nó đưa cái tâm lý của mình good cho mình. Yeah, nó good nha, tại vì theo em biết thì khi mà chuyện đó nó xảy ra mà nếu mà hai người thấy thoải mái thì nó tiết ra một cái chất hormone làm cho con người thấy nó khỏe khoắn lên già. Thì yeah, yeah. cái đầu óc mình nó không bị fog gì, không có bị brain fog giống như là cái lù lù làm mà. Chắc là tại vì khi mình làm vậy cái hơi thở của mình nó khác, cái lượng cái luồng máu của mình, cái người, cái sinh khí mình nó thay đổi, nó gây gớm lắm. Thì như mình tập mà một cái động tác đó mà mình lặp đi lặp lại, I mean, it's amazing. Giống như bữa anh tập tự nhiên mình thêm 40 pounds bench press 260, tự nhiên thấy người mình nó amazing, hốc mình làm như là nó bung ra, nó nhảy qua một cái lĩnh vực khác. Thì khi mình giao hợp cũng vậy nữa, một ngày tự nhiên mình làm 2-3 lần vậy, cái mình nói wow, đó một lần gần nửa tiếng đồng hồ, mình nói wow, đó mệt lắm chứ. Rất là thái. At this age, anh có nhiều khi anh take notes mình ghi xuống là lý do gì mình dạy vậy, thì mình hiểu ra được. Được là tại sao mình có thể mình đạt được như vậy. Nhưng mà yeah, it's amazing. Nhưng mà lấy vợ trẻ mà không mà không có vậy là chết. Tại bà xã cũng nhỏ hơn em 11 tuổi bộ. Vậy hả? Lên đà bốn mấy? 40 tuổi. Trẻ hơn Thúy nữa hả? Wow. Trẻ hơn em 11 tuổi, em năm nay 51 nha. Thúy là con rồng. Thúy là 42, 6, 42, 47. Trẻ hơn Thúy à? Rồi mà anh nói đó, ráng chịu khó tập cái squat, tập cái đôi bốn động tác anh có post trên Facebook á, hay gọi là nitric oxide pump á. Thì cái vấn đề á, những cái anh post nó, tại vì cái social media của anh nó không có mở rộng cho người Việt, cho tụi Mỹ nhiều hơn hay sao đó vậy. Không có thấy cho vậy hả? Nhiều khi cái post, đúng rồi, Facebook giờ này nó ngộ đó, nhiều cái mình biết làm như sao không thấy có vài người
mình 500 mấy chục người fan mà thấy có vài người response mà mình không hiểu nhiều khi đó. Nó cái không hiểu nữa. Cái trang mà poison nó chạy người ta thấy liền, em không biết tại sao nữa. Đưa lên là thấy, đưa lên thấy liền là em thấy mỗi ngày không phải coi, mỗi sáng lên là không biết bao nhiêu người coi vậy. Dạ ngồi đi em hỏi tùm lum mệt luôn là con. Dạ giống như là cho nên hôm bữa em nói hôm hôm bữa nó giỡn lắm đấy. Tao còn nổi tiếng hơn cái đài BBC hoặc là cái radio lấp lời sông núi hoặc là mấy ông này ông kia nữa. Thật sự mình chỉ cần đưa lên cái social media thôi, và những cái gì mình biết mình đưa lên quảng cáo thì nó tiện lắm nha. Thì em thấy như vậy thì bây giờ trở lại cái vấn đề chính là anh không còn ăn strictly về cái keto diet. Cho nên như vậy anh ăn những cái loại khác thì anh có cảm thấy nó better, nó tốt hơn, hoặc là anh có còn đói bụng nữa không vậy? Tại vì thêm biết là keto diet mình ăn cái những cái kiểu như vậy thì ít đói bụng hơn. Nhất là có anh có uống B12 không nhỉ? Không, không uống B12 mà nên uống B12. Hồi xưa có uống không? Lúc mà không, không có uống keto diet, chỉ có uống trong Costco hàng ngày uống D. Mới là dạo này thì có uống thêm magnesium, nhưng mà B12 không có uống riêng. Thì uống đa số hàng ngày là uống một viên dầu cá, một vitamin D thì every other day uống, chứ không uống hàng ngày. Cái đi 5000 IU á, rồi uống thêm cái magnesium. Thì magnesium nó hỗ trợ cho cái vitamin D. Thì mình lớn tuổi thì mình nên uống vitamin D. Nếu mình ít có ra nắng, ít có hoạt động ngoài trời, cần cái đó. Rồi cộng thêm uống nghệ hả, mỗi đêm. Mỗi đêm mỗi đêm uống 2 viên nghệ. Em uống không phải em không uống viên mà em uống cái bột kìa. Nếu uống bột khác nhau gì không vậy? Tại vì em bỏ với nước nóng em quậy vô em bỏ. Yeah, nếu uống xem thêm. Nếu uống được thì uống. Tại cái mùi đó mình khó uống thì mình khó uống nha, nhưng mà em cứ chơi luôn vậy. Tại vì em thấy tại uống mà nghệ nhưng mà bảo nên uống cái nghệ mà cái nghệ thường á thì nó không có bao nhiêu chất curcumin trong đó. Chính là mình phải uống tinh bột nghệ, 95% tinh bột nghệ đó. Tinh bột tại nghệ. Tại bà uống nghệ nó chỉ có 3% curcumin trong đó thôi. Nó cái hộp này em mua trong Costco có phải là tinh bột nghệ không vậy? Nó đề 95% curcumin hả? Dạ. 95% gì đó em không biết là tinh bột hay không. Nếu mà nó thuốc viên thì mình đề 95%. Nó không phải thuốc viên, nó là bột anh vậy. Nó bột thường mà giống như mà để nấu ăn này nọ, để bỏ salad hay nào. Thôi thế. Ok rồi. Cái đó nó cho nó có nghệ thường thôi mà nó phải có chất curcumin trong đó, curcumin là nó active ingredient. Thực sự ở trên này á anh chỉ lên đây người ta cũng thấy vậy. Sí. Mà sao? Ví dụ anh muốn có cái sản phẩm gì đó. Ví dụ anh nói ô Tâm uống cái bột nghệ này, ví dụ như uống cái bột nghệ này. Thì mình để cho nó focus vô cái camera mình đưa lên, ok đi mua này nè. Phải khái vậy đó nha. Dạ rồi nếu mình có hình vậy đó thì cái đó cái hình đó là mình phải đánh vô cái tâm lý người ta mới thấy thằng này trước nó vậy sau nó vậy phong. Thì người ta mới thấy được cái nói nó không có thuyết phục bằng mình có cái hình vậy. Hoặc là mình có thấy hình với tên thôi. Dạ, cái tâm lý con người vậy vậy. Mình chỉ thấy làm sao mà cái cuộc nói chuyện của mình nó hữu ích và thuyết phục thôi, còn nó có làm hay không là cái chuyện của nó, mình không có quan tâm. Mình sẵn sàng giúp đỡ, mình sẵn sàng trả lời câu hỏi của nó, còn cái chuyện nó ở có làm hay không mình không cần biết chưa, mình chỉ hỏi mình trả lời thôi, còn anh muốn sống thì không thì anh có mấy cái tấm anh có mấy cái tấm hình trong cái page của anh, trong cái page anh có bảo có trong cái page của khi tôi đại page của anh gì, anh có post mấy cái tấm hình trong đó đó, mình tiếp sau đó tấm hình diễn tiến mà bảo không có hả, bảo không trong cái keto page của anh có like cái keto diet đó mà không cái trang không, gì có like cái page đó ở đó có mấy hình cái trang keto diet page PPU gì hả, keto diet thì chút nữa em anh PM bảo có trong cái trang đó không Facebook vậy rồi, hoặc là em anh có cái hình đó thì
hình ảnh nào mà anh đừng hình ảnh nhiều lắm. Dạ, cho anh cứ gửi vậy để em quảng cáo rồi em coi cái mấy hình ảnh nào của em và mình để hai anh em mình thay phiên nói chuyện như vậy á. Dạ, đó thì nó vui hơn nha. Thì cái gì cũng vậy, mới đầu á mình nói không có hay, nhưng mà em nghĩ nói riết này trên đời này không có cái gì mà khó nha. Chỉ sợ mình không có gì khó. Đối với em là không có gì khó, tại vì đối với em thằng đó nó chơi đàn được, em cũng chơi đàn được, nhưng mà có thể là tại vì nó chơi từ nhỏ thì em mới chơi bây giờ thì em đánh không bằng nó thôi, nhưng mà em vẫn học như thường vậy. Trên đời này không khó, tại vì mình không có thích thôi, mình không có thích hoặc là mình làm biếng hoặc là mình không có điều kiện thôi. À, nhưng mà thường thường con người á nó có cái hay cái có cái chữ mà tại lắm nha. Con người mình mà khi không có muốn làm á, cái thời gian anh cứ để nghĩ, cái thời gian mình mà để mình tán dốc á, thật ra nó nhiều vô cùng mà mình cảm thấy là không có gì hết trơn. Mình cứ để ý coi vậy, tại vì bây giờ có nhiều người nói lúc nào mình tao cũng bận á, nhưng mà thực sự tại vì khi mà nó nói câu đó chứng tỏ nó không có biết sắp xếp thời gian nha. Đúng. Không có ai mà đừng có nói xạo với tao là lúc nào mình cũng bận lắm, mày đừng có xạo nha. Em thấy nhiều khi nó bận, mình khi nó ngồi đó nó chạc với bạn nó là mấy nhỏ trong hội phụ nữ OK nè, nó ngồi nó nói chuyện lúc nào hỏi tới nó cũng bận hết, mà lúc nào mà kêu nó làm cái gì là nó nói em bận. Cái nói hôm sau nãy thấy ngồi nói hai tiếng với cái nghĩa là ngồi nghĩa là ba bốn bàn rồi họp chợ vậy, rồi lại nói chuyện vậy. Cho hồi đó em coi nguyên cái nhóm hội phụ nữ OK luôn, mà cả mấy chục mạng, như chắc cũng 50-60 mạng con gái đàn bà không mà vậy. So, nhưng mà do em cũng mệt lắm rồi, tại vì em dạy cho tụi nó nữa. So, mà dạy mấy bà đó nó đâu có khá được, vừa dạy mới vừa nói chuyện gì đâu, cho nên không có dạy nữa. Em hồi đó em dạy trên này không nè chưa? Dạy mỗi buổi tối vậy vậy. So, bây giờ thôi hai anh em mình ráng làm này đi cho nhuyễn đi, rồi em đi kiếm, tại vì cũng có một nhiều cái công ty keto nó bán, mà bây giờ nó bán viên á, không phải cái công ty rồi Provet hồi xưa mà anh marketing cho nhiều công ty lắm. Provet, dạ anh nhớ nói cái trang em đưa anh là có. Dạ, nhưng mà tụi nó bán đồ mắc lắm, mà đồ nó cũng rất mà nó rất là mắc. Bây giờ keto nó ra nhiều lắm, cùng nó ra thuốc viên á, từng viên pill á, thì đang liên lạc một số để mà nó gửi sample xuống mình tới mình uống, nhưng mà tại nó nhà nó hai ba hũ cũng đâu có uống đâu. Hồi xưa còn mua hộp 100 bạc, bây giờ nó gửi tới mấy cái viên mà tụi nó ra rất là nhiều, mà nó không, mình không biết được cái nào uống hay là không phê bây giờ, tại vì không có cần uống nữa. Nhưng mà anh muốn liên lạc với nó đó, nếu mà tụi nó muốn tiếp thị đó, mình có thể tiếp thị cho nó, hoặc là như bạn nói á, mình làm mang nó sponsor cho mình, nếu mà mình có đủ một cách là, hoặc là mình bán đồ nó, mình nếu mà mình được mình mua số lượng đều đó, mình chỉ có mua xong mình để cái label cái tên của mình private label lại của nó, thì bây giờ nó bán ở ngoài 18 đồng, nó bán cho mình giá 6 đồng hay là 7 đồng gì đó. Dạ. Mình bỏ nhãn riêng của mình là mình tiếp thị lấy công ty riêng của mình đó, thì đó cũng là một cách mình khỏi phải làm gì, chỉ có nó ship mình mà mình chỉ bỏ cái nhãn mình vô thôi. Mình lo cái phần mình tiếp thị, rồi từ từ khi mình khá rồi bắt đầu mình điều chế riêng đồ riêng của mình ra. Dạ đó, đúng. Mình tạo cái brand rồi mình ra đồ riêng tạm thời. Bây giờ mình muốn cách lẹ nhất á là mình mua đồ của nó lại, nói giờ ok you sell wholesale private label, you know, nó chỉ gửi mình bo đồ thôi, rồi mình chỉ có bỏ nhãn mình vô rồi mình tiếp thị thôi. Hai nữa là sponsorship, là mình nói chuyện vậy đó, sponsor mình gửi khách qua mua bán đồ cho nó, thì mình phải ngồi nghĩ cái đường nào mình binh tốt cho mình. Hả? Thực sự thì rồi khi mà mình busy rồi, cái brand mình good thì mình có tiền mình điều chế ra, mình mua số lượng lớn rồi mình gửi cho cái công ty làm thuốc đó. Nó vô viên, nó vô bottle cho mình, rồi nó ship tới Amazon, rồi từ đó mình mới gửi khách qua Amazon mua, chỉ vô Amazon nó mua thôi, Amazon take care shipping hết. Dạ yeah, đúng rồi. Yeah. Đó, em, một mặt bên đây mình lo, một mặt bên đây mình lo tiếp thị social media, tiếp thị mình social media influence. Tiếp thị là gì? Marketing. Okay, yeah, là marketing. Là gì? Okay. À,
Tiếp thị là họ là social influencer, là cái người marketing, cái người đi tạo tiếng gọi là influence, là tạo ảnh hưởng đến cái product. Ok, đến cái product. Tạo ảnh hưởng product, hay gọi là social influencer. Thì mấy nay đó anh mua đồ Amazon rất là nhiều, một ngày hai ba hộp gọi tới, là mình mới hiểu rằng cái tụi nó gọi tới nó cho free không à, đồ anh nhiều lắm. Một ngày anh có tại đôi khi mình mới hiểu được cái cách marketing tụi tàu nó mua đồ, nó bán đồ sao nó phải khiến người nó cho free, nó năn nỉ nữa mà. Ví dụ như nó cho đồ, nó cho cho đủ thứ hết, ba cái đồ đeo nghe tai, ba cái đồ tập thể dục, ba cái thuốc, ba cái bịch, ba cái giỏ đầy hết. Thì mình mới hiểu rằng đó, khi mà mặt hàng nó ra, nó đưa ra Amazon, nó cần phải người mua, và nó cần phải có người mua, chứ nó không thôi nó nằm ở cái trang thứ 10, thứ 9, đâu ai mà tìm tới. Cho nên phải cần có người mua để mà push cái rating nó lên, nó được lên trang nhất, trang nhì. Tại mà bảo mua đồ trên Amazon, đâu mở tới đọc cái trang thứ nhất, thứ nhì, đâu có coi tới 2-3 trang, chỉ chục trang đâu. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đó. Cho nên nó cần mấy người mua đồ, thì đó anh mới tìm được cái chỗ này. Tụi nó một ngày nó gọi tới, nó hỏi, nó quảng cáo trên Facebook nè, đây á, thì mai mốt mình vậy, khi mình ra product những cái chai thuốc keto á, bây giờ hả, có mười mấy đồng mà 30 ngày serving, thì khi nó gọi tới anh nó bán có đồng mấy, 2 đồng về cho uống thử. Oh, yeah. Đó, thì chứng tỏ là cái vốn của nó rất là ít. Cái vốn của nó rất là ít. Keto là thuốc nghệ, thuốc gừng, thuốc ba cái thuốc bổ, thuốc probiotic, mấy cái đó nó uống bây giờ. Thôi mấy quyển sách em á là em đâu có bao giờ mà em nhờ Việt Nam đâu. Em vô Amazon á. Hello. Still there? Hello. Oh, anh mới bị văng ra giờ. So ok anh, thì bây giờ dạ em cũng hồi đó mấy cái quyển sách của em á là em cũng bán Amazon á, mà khi mà em bán trên Amazon á, em thường thường mấy sách của tiếng Việt không? Thì mấy người Việt ở đây thì họ nhờ người Việt không à? Người Việt làm in ra rồi nói chung mấy nhà in của người Việt, nhưng mà sách của em á là em toàn là Amazon in không à, tức là em lên Amazon á thì nó có cái coi như là nó có cái digital print, giống như cái program upload những cái bản thảo lên hay là những cái cover lên á, thì khi mà mình upload lên chỉnh á thì nó sẽ cho mình thì mình không có phải trả tiền, khi mà nó in sách mình ra mà nó bán cho mình luôn nha. Thì nó lấy bao nhiêu tùy theo, nó lấy chẳng hạn như 60% thì mình lấy 40% gì đó, thì Amazon nó bán hết vậy. Thì ở Việt Nam mình không có vậy à, mấy Việt Nam mình phải gọi điện thoại đúng không? Gọi điện thoại mà nó chửi lên, nó nói lên, nó xuống cái đầu à. Nó nói thí dụ cái bìa sách mình này phải dạy cái bìa sách này hay phải bao nhiêu, nó không có cái mấy cái tối tân đó anh dạ. Nó nói theo cái kiểu mà qua điện thoại vậy. Rồi mày phải cửa này chứ, còn trời cái tụi Amazon à. Nó đưa cái mẫu y chang cái program computer design anh chỉ upload lên thôi là
anh vẽ rồi sách nó bán, anh trả luôn cho sách. Sách của em nó lại trên Amazon luôn vậy, cho ai muốn mua hay là ngay cả rồi em chuyển qua e-reader, e-book đó vậy, thì nó cũng tự động chuyển qua rồi, nó cũng tự động distribute hết vậy, nó cũng sẽ tự động phân phát đi chỗ khác hết vậy. Cho nên Amazon thì nó hay lắm, hay lắm vậy, Amazon rất là hay vậy. Thì mai mốt mình là Amazon. Nó hay đó. Và bây giờ anh nghĩ bây giờ mình start từ đây trước đã, mình start từ đây là hai anh em mình nói chuyện về cái dưỡng sinh, chương trình phương pháp dưỡng sinh sống lâu với sống khỏe, nói làm sao mà nha, mình nói chắc khoảng một tiếng nha. Thì trong một tiếng đó thì có ví dụ những cái từ nào khó thì em sẽ đưa lên trên màn ảnh cho người ta hiểu, ví dụ những cái từ mà những cái từ bằng tiếng Anh mà hồi nãy giờ mình chen vô vậy, thì mình nên đưa lên màn ảnh cho người ta hiểu vậy. Ví dụ như nó chạy ở đây vậy, chạy ở đây thì như mình nói chuyện những cái buổi nói chuyện này mình đưa lên YouTube được không? Mình sau đó mình xem lại, mình để load up YouTube cho người ta archive, người ta subscribe, người ta theo, người ta gọi đúng không? Được chứ anh, nhưng mà mình nói chuyện nãy giờ em record lên được chứ, nhưng mà cái này mình nói chuyện nó đâu có professional, đâu có đàng hoàng đâu vậy, cho nên mình đâu có đưa ý anh muốn đưa không, bây không giờ. Không phải no not this. Nó mà mai mốt mà khi mình đưa live rồi mình nói chuyện diễn rồi đó, bắt đầu mình nói live này, mình đang thực tập mình nói live rồi, trong những cái đề tài mình nói live á, mình thâu lại mình load up lên YouTube để mình kiếm subscriber rồi. Mình lưu lại cái mình đó. Okay. Tại vì để em nói cho cái plan của mình nó live mới xong đó, YouTube nó người ta thích mấy cái đề tài về dưỡng sinh và tập thể dục đó, thì sau này sau đó anh mấy cái tập mà anh tập nhà đó sẽ quay professional hơn, nhắc đi nha. Nhìn mình, cho nó ngầu hơn chứ này làm tập cái kênh YouTube thì, tại vì anh dẫn chơi rồi khi mình muốn đẹp nha, mình có video mình YouTube, Facebook rồi mình có trên Twitter luôn kìa, mình có, tại vì em coi social media là khi mà có một cái đề tài gì là em có tất cả vậy, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram em có hết vậy. Em Instagram, yeah. Về một cái chương trình nào đó, thí dụ như cái đài Đáp Lời Sông Núi là nó có bốn cái share kìa. Khi mà em chỉ share một cái ngoài cái website thì em share một cái là nó chạy đi hết luôn vậy. Cho nên người ta muốn coi lại thì người ta lên YouTube, người ta subscribe vậy. Người ta mình bắt đầu từ cái đó vậy. Thì cái đó em rất là rành vậy. Cho nên mỗi cái chương trình của em là lúc nào cũng có, thí dụ mỗi cái chương trình nói chuyện hay là chương trình này đó là xuống núi ấy, xong là nó có trên YouTube, trong Facebook, trong website, trong Instagram, trong Twitter vậy. Yeah. Nói chung là bốn thứ đó chính, thì cái mình cũng làm cũng vậy à, là mình làm này xong là mình đưa vô cái trang Facebook rồi xong cái mình đưa trong Facebook, đưa trong YouTube ra để người ta subscribe, để thì lúc ai khổ em mà nói chuyện với đứa khác là nó nói không, mới đầu á làm ai mà coi, tại vì em có nhiều khi em cũng có ở đây có con nhỏ cũng như thương, cái nói làm ai mà coi, cái anh nói cái em nói cái gì cũng vậy, mới đầu á người ta không biết mình thì làm sao người ta coi được, cho mình phải đi từ từ phải không, khi mà mình có tiếng rồi chứ đâu có ai mà mình nghĩ là nó muốn vô là nó phải làm có tiền liền. Cho cái em nói đâu, trên đời đâu có chuyện gì, mình phải bò chứ, mình phải đi step by step chứ đâu có chuyện mà nhảy giọt vậy à. Bò mới đứng. Dạ, bò nó mới đứng chứ đâu có chuyện nhảy vô làm giàu vậy, bộ chúng lottery hay gì sao vậy, quấn phóc cơ mà còn không ăn nổi. Sau khi mà mình hai anh em mình thôi đó, rồi xong cái mình bỏ lên YouTube kìa, bỏ lên trên YouTube kìa, mà phải bây giờ phải trên 1,000 người subscriber thì nó mới cho monetize, anh hiểu không? Vậy hả? Dạ. Yeah. Wow. Nó khó lắm, tại vì những cái chương trình bậy bạ nó nhiều quá, nó không có kiểm soát nữa, cho nên bây giờ nó phải để trên 1,000 subscribe, với lại trên 10,000 view. 10,000 view không có bao nhiêu hết vậy. Vậy. Anh thấy nhiều như 10,000 view chứ một cái video. Nó view tới view lui. Không. Anh cùng một iPhone lúc đi đến lại cũng có một view một. Ồ, vậy hả? Ồ, nó tính là mục tiêu thôi chứ không phải. Thì anh
cái trang đó anh coi 3 lần, nhiều khi anh xoay lại anh coi 3 lần thì nó tính là 3 view à. Trên YouTube nó cao ha, nó có cái program nó coi ha, nó catching mình lẹ lắm vậy. Cho mình. Ồ chứ nó không phải tính là ok là no, 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 ngàn người ta view một cái video đó, nhiều người ta coi 2 lần ta. Như karaoke ta coi 2 lần. Chẳng hạn như qua cái ngày khác thì ok. Chẳng hạn qua 24 giờ anh coi lần nữa thì ok, nhưng mà trong 24 đó anh cứ click đi qua click lại thì nó cũng là một view thôi vậy nha. À nhưng mà sau đó nó vẫn count là tổng cộng bao nhiêu người view không? Thì như sau 24 tiếng á, người đó ta coi lại những gì, cái karaoke người ta coi ca đi ca lại hoài thì nó mở lại coi hoài thì nó tính cái view rất là nhiều không? Karaoke mà karaoke mà hát trong một ngày mà có một mạng có một người đó hát á, hay là trong cái quán karaoke nó xài cái wifi phải không? Nó có một IP address à, mà người ta cứ hát đi hát lại cái bản đó, cái chỗ mà cái YouTube mà để hát karaoke á, thì nó cũng tính có một người thôi nha. Dạ, tại vì cái đường wifi connect cái internet của cái quán cà phê đó là nó chỉ có một IP address thôi. Nó có connect cái công ty điện thoại nào đó thì nó chỉ có một IP address cho có 100 thằng hát cả đêm đó thì cũng chỉ là một người coi thôi vậy. Nhưng mà 10.000 chẳng là gì, em có mấy cái video cả triệu, 2-3 triệu người view nữa mà giờ. Cho 10.000 ăn thua người ta có thích mình không mà. Cái đó là cả một nghệ thuật kìa. Nghĩa là ai cũng có thể nói chuyện như em với anh được nhớ này. Nhưng mà làm sao cho người ta thích là cả một nghệ thuật kìa. Làm sao cho người ta khoái cái product mình, khoái cái chương trình hơn, khoái cái hơn. Là người ta mà lôi cuốn, người ta mong mỏi muốn coi cái đề tài mới, đề tài mới, cho nên mình phải trước khi mình nói, khi mình nếu mình không có nhuyễn á thì mình nên thâu trước, rồi từ từ mình mới dám like. Khi mình nói chuyện nhường nhuyễn á, chừng một năm sau cái anh ra đứng trước, nếu mà có dịp á, anh ra đứng trước khán giả anh nói nó sợ liền, cỡ Donald Trump cũng phải chạy. Cái dở gì, tại vì lúc đó cái tự nhiên mình quen à, mình không có những cái, tại vì mình chưa bao giờ mình nói chuyện, mình không có biết cái, ví dụ đứng trên như này mình đâu có nhìn chút cái gương, mình biết cái cử chỉ ví dụ sao đó mình đâu có biết. Nhưng mà từ từ mình quen anh nhỉ. Mình sẽ nói rồi mình biết ai con tắt rồi mình phải nói là mình có những cái đó nó hay lắm vậy. Thì bây giờ anh nghĩ là khi nào anh bắt đầu được, cuối tuần này anh bắt đầu được chưa? Bắt đầu là nghĩ là thôi thôi đó. Thâu thôi hả? Đừng cái live chưa có live đâu, thâu để mà đó. À, được thôi, cuối tuần này được. Bây giờ thảo ra những cái câu hỏi, có 3 câu hỏi à. Dạ, một câu hỏi là nguyên nhân là phong, cái câu hỏi thứ hai là phương pháp đó, kết quả, phương pháp và kết quả của cái keto đó anh phong. Cái câu hỏi thứ ba là anh ngừng cái, ủa anh hỏi gì anh, hình như là anh ngừng cái anh khi mà anh bớt ăn cái phương pháp keto đó, thì anh có dùng cái những phương pháp khác không, hoặc là anh nhịn đói, hoặc là anh có những cái dùng phương pháp không để bổ túc vô cái phương pháp keto, có những... hoặc là mình mở rộng ra, bảo có thể hỏi là ok keto thì ăn bình thường cái thức ăn hàng ngày như thế nào. Và thức ăn hàng ngày như thế nào, và cái thói ăn uống hàng ngày như thế nào để đạt được cái ketone đó. Và mình có thể, mình khi mình nói ketone có thể mình có thể đưa lên màn hình như bạn nói đó, nhiều người ta nói nhưng mà nghe người ta không có mường tượng được đó là cái gì. Thì mình có thể diễn đạt nó, ketone là ok. Do ví dụ như cơ thể mình đốt carbohydrate để làm ra, đốt đường carbohydrate để làm ra năng lượng để mà nuôi cơ thể, thì cơ thể nó dùng năng lượng. Cái thứ gì nữa là nó đốt mỡ ra để nó tạo cái chất ketone, là cái lượng energy để cơ thể mình hấp thụ. Thứ ba nữa bắp thịt đó, thì khi mình phải đánh lên trên màn hình nên sao đó, mình phóng họa lên cho người ta vừa nghe mà người ta hình dung ra được. Nhiều người nghe chữ ketone họ đâu có hiểu, một lần hai lần họ giờ, nghe họ đọc đi đọc lại, nghe tới nghe luôn mình nó hiểu là ketone nó là cái gì. Dạ thì khi mà nói chuyện á, thì anh thay vì anh dùng những cái từ mà technical
thì mình dùng những cái từ đơn giản thôi, đường hay là gì đó, ví dụ mình cơ thể nhiều đường quá thay vì mình phải chỉ ra cái cụ thể cái chất gì thì em nghĩ không có cần thiết kìa. Nó thì cái đó thì đôi khi họ lại thấy rắc rối à. Còn cái ví dụ như hồi nãy em nghe nói ví dụ chất này chất kia vậy, đôi khi nó không có, cái đó thì mình viết trong cái bài được rồi vậy, mình sẽ để trong cái box description á. Anh còn nghe không vậy? Đấy. Hai anh Mẫn, bây giờ em đề nghị vậy nè. Anh nếu mà anh có computer á, thì anh connect thẳng vô cái bằng cái đường Ethernet được không? Tại vì cái đường Wi-Fi của anh hình như là nó cứ rớt hoài, nó cứ bị pro. Ô vậy cái đường dây của anh hả? Dạ. Okay. Rất liên tục, tại vì cái của em á, khi mà em nói chuyện như vậy là em không có xài Wi-Fi. Em connect thẳng vô cái cable. I see. Tại vì khi mình làm cái đó mình không muốn rớt chuyện người ta đợi vậy. Đúng rồi. Ồ, về cái đường dây của anh hả? Đường dây của anh rất rớt qua rồi. Maybe my line. Bây giờ thử qua cái computer coi như thế nào. Cái computer này thì... Thôi bây giờ anh muốn thử thì thử như cuối tuần anh hay là chút nữa anh cứ thử đi nha. Rồi anh thử qua đó rồi anh để coi cái đường nó connect nó làm sao. Còn nhà cái hình như là cái phone của anh hay là cái anh đang xài cái gì anh Mẫn? Xài cái Samsung tablet. Wi-Fi nó một hồi nó frozen ngoài nó đứng mà không có biết vậy. Nó đứng hồi nãy giờ em nói cái gì nữa, sao anh ngồi đứng yên vậy? Cho cái mới thường anh sẽ test cái phone là nói anh Mẫn bị frozen cho nên khi mà mình nói chuyện như vậy, tại hồi bữa cái anh kia thì em cũng nói anh đó là anh lấy cái cổng anh câu vô trong cái cable trực tiếp đi à, chứ anh tại vì mới đầu anh giật anh nói trên iPhone mình nó rớt hoài vậy, thì em cũng nói như vậy. Thì bây giờ anh nghĩ để coi giờ nào nó hình như là buổi sáng tụi nó nhiều hơn vậy. Sáng thì anh nghĩ sáng thứ bảy sáng chủ nhật anh lấy được, mình phải lựa cái giờ nào mà nó cái này mình thâu thì không có cần nha. Cho khi nào mà mình nói live thì mình phải dựa cái ngày nha. Cho bây giờ khi nào mà anh chuẩn bị thâu. Ồ, nè bảo thấy nè chưa? Dạ, thấy rồi anh nha. Thấy có cái nick nhưng mà biết sao, tại vì á đã không, cái này là từ computer đó. Computer hả? Thấy computer rồi anh nhỉ. Ừ. Nhưng mà khi mà anh log vô ba người vậy đó, tức là ba cái computer vậy đó, thì nó chỉ thấy được cái này á, tại mình xài free chỉ có hai mạng thôi vậy. Rồi vậy. Wait, để disconnect cái thằng. Anh disconnect của thằng gì đó. Thằng Samsung. Disconnect vô ta. Dạ. Ủa sao nó có âm thanh rồi đó. Hello, họ nghe không? Dạ nghe anh. Ủa sao này nó còn nghe. Tại cái headset này là nó nối vô cái. Hello. Dạ nghe nhưng mà không có thấy mặt anh nè. Thấy anh đang chiếu dưới đất hả? Anh chỉnh cái camera lại. Camera. Nghe. Dạ nghe. Ủa anh nghe em không vậy? Không.
Hello. Hello. Nghe bạn. Nghe nghe vậy? À. Nó bị echo ta. Hình là không thấy đâu, có gì lên trời đó. À, không có thấy hình anh chĩa lên trần nhà hay là dưới đất vậy đó. Cái camera. Camera chú bình lộn vậy. Cái đây nó nằm đẩy đầu. À, anh thấy chỉ vô mặt anh chứ không? Ờ, đâu mà mình nhìn như nó luôn mà. Ủa sao kỳ vậy? Nhìn như nó luôn mà. Thấy không? Dạ nghe, nghe thì nghe rồi đó nhưng mà không thấy anh vậy. Ồ, okay. Dạ không thấy. Anh nằm ngay Anh tắt một cái thôi. Nó sút lần sau đó. Ồ, chắc mê. Anh tắt cái tablet nãy thưa cơ Samsung đó. Tắt rồi. Với lại nó echo nhiều quá nha. Hello. Hello, nghe. Nghe nhưng mà không có thấy gì, thấy trên trần nhà hay sao, trần nhà hay dưới đất vậy đó, em không biết, giống như trần nhà hay sao, giống như cái thảm hay sao vậy. Thấy rồi không phải dùng cái nhưng mà anh nói sao nó dội vậy, anh sẽ sửa lại, anh nói lại coi. À, tại vì đến ba cái ấy lần. Ok, bây giờ anh nói là một mình thôi coi. À, nghe. Chắc, nó dội quá anh, em nghe không có rõ. Tắt rồi. Ok, bây giờ nghe rõ rồi anh. Bây giờ tắt cái computer rồi, không có dài phải zoom, tại vì cái zoom nó lớn lên cùng lúc với cái tablet. Okay. Yeah. Bây giờ anh sẽ vẫn xài cái tablet hả? À, đang xài quay lại cái tablet đó. Ok, vậy vậy anh bữa nào sửa lại coi chứ. Sửa lại bây giờ anh chọn ra, anh thấy câu hỏi nào mà cho thấy nó giản tiện á. Ok. Thì anh chọn ra. Rồi anh có hai cái hình trước và sau được rồi vậy. Ừ. Trước và sau thì anh gửi qua test message cho em hoặc là anh liên lạc qua cái địa chỉ nãy em gửi cho anh á. Không, mình nói chuyện trên Facebook Messenger đi. Trên Facebook Messenger cũng được vậy. À. Thì anh soạn ra xong rồi thứ anh soạn ra xong anh gửi qua cho em trước. Rồi anh nghĩ trong đầu em nói sao á vậy? Rồi làm sao rồi mình rồi thứ mấy mình thâu thứ tối thứ sáu tối thứ bảy hay là tối chủ nhật thứ bảy đi thứ sáu tối, thứ sáu tối thứ bảy action. Tối thứ bảy ha à tối thứ rồi. Bảy tối thứ bảy cái lý do thực sự hồi lúc cái tụi nó hỏi tối thứ bảy hoặc là sáng trưa thứ bảy cũng được. Ok tối nhiều khi á vậy trưa thứ bảy nói chung là thứ bảy đi ha. Thứ bảy. Ừ. Dạ thì mình sẽ thâu, mình mở thử cái chương trình đầu tiên. Thì lúc đó sau khi thâu xong á thì em chỉnh sửa cho nó đàng hoàng, hình ảnh đàng hoàng á, thì
thì anh em sẽ gửi qua cho anh coi trước rồi anh coi sao, anh gửi cái video qua cho em, gửi anh cái video video của anh sao rồi em sẽ create cái YouTube channel. Thì anh có nghĩ cái tên nào đặc biệt thì cứ nói cho em biết, tại vì cái tên nó cũng ấn tượng lắm vậy. Cái tên dạ thì anh cái tên rồi còn những cái phần Photoshop hay gì đó vậy thì để em làm nha. Rồi khi nào mà rồi cái Facebook cũng để em làm, tại vì em cái mấy cái đó là nghề của em làm lẹ lắm vậy. Dạ. Rồi mình đưa cái phần Facebook, thí dụ như là anh lấy cái tên nào đó thì cái tên, những cái tên nó thường thường nó trùng nhau hết vậy. Thí dụ cái tên YouTube anh lấy cái tên gì á thì cái Facebook anh cũng nên lấy tên vậy. Cái Twitter cũng vậy vậy, cái Instagram người ta mới dễ tìm mình vậy. Cái đó là kinh nghiệm của em. Thì trong 6 anh tùy theo anh soạn ra bao nhiêu câu đó, với hình ảnh sao đó thì thứ 7 này mình thâu thôi vậy. Tại vì mình lo thân mình chưa xong nữa, cho để giờ mình đang giật mà sao mình thâu xong rồi xong cái mình em sẽ gửi qua cho anh cái video. Rồi sau khi mình thâu lần, cứ mỗi tuần mình cứ làm vậy thì mình sẽ có những cái chương trình exercise, thí dụ vậy. Trồng chuối của anh nói vậy chứ em đâu có biết làm sao trồng chuối đi. Dạ. Vô trồng chuối ha, squat ha. Dạ thì bây giờ nếu mà anh có cái video em minh họa thì nó dễ hơn cho người khác không? Thí dụ anh minh họa ngay đó cũng được vậy. Đứng mình đó vậy, thì xưa mình hay làm thì trồng chuối mình cứ lên xuống vậy đó. Thì trồng chuối này đó giống như trồng chuối squat. Ok. Em cứ tưởng mình tập cái bar, mình squat đi. Mà xưa hồi nhỏ mình hay bị trồng chuối, bị đi lên xuống. No, em cứ tưởng trồng chuối là trồng cái đầu xuống vậy. No. Không thấy cái đó khó đâu rồi, bởi vậy mới hỏi ủa vậy? Dạ sao đó, được chưa? Đó, hôm bữa cách đây 2 ngày đó, anh có post cái video trong cái trang Keto Diet, anh chốc bảo vô join cái anh có text cho anh bảo đó, anh có post cái video cách đây 2 ngày, cái video lần đầu tiên đưa chân lên trên tường á, xong rồi hết đất xuống. Đó thì hết được, phải thấy thằng khỉ đó. Thì thấy cái đó, anh muốn mình làm professional hơn chút. Mình làm professional hơn để làm cho vui cho con bé nó quay chơi. Thật sự á, mặt đàng hoàng chứ. Mặt đàng hoàng rồi mình có cái phần giới thiệu đàng hoàng. Thật sự á, mấy đứa nhỏ cài ra cũng được. Mấy đứa nhỏ nó thâu giỏi lắm á. Đâu có cần gì lớn, mấy đứa nhỏ giờ nó biết iPhone còn rành hơn mình nữa. Giờ mà em có một cháu, mỗi lần em cần cái gì mà không có Linda là em nhờ nó thâu mà. Đó thì cái bây giờ mình có Facebook form, cái trang Twitter, tại Twitter từ Mỹ nhiều lắm vậy. Thì cái đó mình dành, mình nói tiếng Anh sao vậy? Facebook, Twitter với lại YouTube, ok, Instagram, rồi mình làm 4 cái đó. Okay, bây giờ trước khi rồi anh sẽ gửi một số hình vô cho Bảo, hình thì hình chụp chơi bữa trước before and after đó. Dạ. Coi tấm nào được trong lúc mình nói chuyện mình post lên là nó ở đây là đây, đại khái Bảo xem vô đây là hình ảnh của anh vẫn hồi 2 năm về trước, lúc mà chưa biết keto như nào, không mập lắm, nhưng mà và anh có mấy cái hình mà anh chụp screenshot của cái medical cái blood test á. Dạ. Anh có làm mấy cái đó đại khái phải coi để nếu mà không có mấy cái medical đó có ảnh hưởng không, tại nó có vẻ đời tư của anh quá, người ta biết có sao. Đó đâu có sao đâu. Okay. Mình đâu có gì đâu mà cái chết là chuyện bình thường, người bị cao máu cao đường là chuyện bình thường, đâu có sao. Okay. You know? I have no, mình không có gì mà lo sợ. Mình đưa mình lên mình cãi đời cho người ta coi là chuyện riêng tư của mình này. Nhưng mà những cái gì cái này thì sao vậy? Nhưng mà nhiều khi cái không, tại vì cái screenshot trong cái app á, hồ sơ cá nhân thì nó không sao, nó đơn giản lắm. Loại nào vậy? Nó cũng đơn giản, nó cũng tại vì nó trong cái app á, mình screenshot ra là mình combine lại hai thứ với nhau, cho nên nó cũng pretty simple. Các anh có ở đây nè. Anh chỉ cần chỉ ở đây để em thấy liền nha. Yeah, có.
Đại khái nó như vậy đó. Đại khái thì chỉ có đường với Trần Vát Sarai thôi. Ok, anh em tự hồ sơ đủ thứ chuyện. Nó từ trong cái app á, đưa ra coi đường coi sai mình đại khái mình cho. Thấy mình biết rằng, ok. Nhưng mà anh ấy thì cái chụp cái screenshot thì gửi qua. Đó, cái hình anh có sẵn rồi. Phóng to lên thì... Tại vì về kỹ thuật em giỏi lắm nha. Em giỏi về Photoshop, về sửa video, nhưng mà thật sự đại khái đó. Đại khái như hình before and after thì đó cái hình thấy là nhìn thấy là nhức nhối nha. Nhưng mà thì chẳng hạn như anh nói ở độ tuổi của anh mấy tuổi rồi lúc đó hả, lúc 2006 hả, thì 6 thì lúc đó mình 51 thì mình 54 2016. Thì lúc đó thì nói ở độ tuổi có nhiều người ở tới lúc đó là bò rồi bò nói hay là gì hết. Thì 2016 có cái timestamp lên đâu lúc chưa kỳ thôn thì cái bụng như vậy nó không có thích, thì bây giờ mình xuống cân thì tự nhiên cái bụng mình có nó cắt. Nó thấy gì nó impress liền dạ. Và em cũng để coi cái mấy cái em thì quay video cũng nhiều để em coi cái quay video cái gì vậy. Rồi em có mấy đứa bạn mới có 40 mà bắt đầu bị tiểu đường. Có một thằng nó năm nay 44 mà nó bị hư hai cái thận này, nó bên Austin. Wow. Nó bị tattoo mà em đã nói là mày ăn uống gì không mà nó ăn uống bậy bạ mà nó không có sinh hoạt điều độ đó nha. Cho em thấy mày vậy là kiểu mày đã bệnh rồi mà còn vậy mày là mày chết chắc. Rồi có cái thằng ở dưới Westminster nó cũng gọi điện thoại lên em nhờ em mới đây nè chỉ cho nó cái phương pháp ăn cơm gạo lứt muối mè thế đó, một chén thôi mà nhai nhuyễn thôi, tại vì cái keto thì em không có rành, em cũng biết nhưng mà em không có rành cho nên em không có dám chỉ. Em chỉ cho nó vì ảnh đi vô, tại vì nó cũng bị tiểu đường nặng lắm. Bây giờ anh mỗi lần đi làm anh phải đem cái đó, cho nên em mới làm một cái live show mà em nói rồi em thâu luôn á, để chỉ cho nó. Và rồi em có mua gạo rồi mua mè rồi em xây, em chỉ cách nó ăn sao, nhai làm sao, chỉ cái thái độ nhờ nó hỏi mà em mới làm cho, nghĩa là cho người ta coi. Em có cái trang đó luôn mà cái phương pháp gạo lứt muối mè mà nó đông ngạt rồi. Giờ cho ai muốn post gì thì post ra, thì để chia sẻ gì đó. Thì theo em nghĩ thì mỗi cái cơ thể người á, họ thích cái này, hoặc là mỗi người họ thích cái phương pháp này thì họ cứ làm. Họ làm sao cho tốt cho họ được. Rồi nói chung là họ phải hiểu rằng cái ăn uống nó ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều lắm nha. Đừng cái video anh mới quay cách đây mấy ngày nè, cho em coi cái bài chơi cùng bạn thấy không. Wow, that's professional shit. That's pretty cool, yeah. So, có những cái video như vậy á, thì nếu mà anh quay xong á, anh post lên rồi đó. Còn nếu mà anh muốn cho khán giả coi nữa thì anh chỉ cần gửi qua cho em vậy. Cái con bé cầm cái phone Samsung nè, cái con bé kêu con bé nhỏ, họ 9 tuổi nó quay dùng chơi cái hứng khí lên cái hứng khí lên cái coi cái YouTube ấy, cái đó nó đã đi sẽ làm này thử coi sao. Lần đầu tiên mà trồng chuối là đưa không phải trồng chuối mà đưa hai chân lên trên tường á, làm push up đó. Mấy đứa nhỏ nó quay độc lắm anh, nó lanh lắm vậy. Nó biết thì cái app nó có cái bốn cái frame á, mỗi cái frame mình muốn 15 giây, 10 giây hay là mấy giây được, cái mình set xong rồi kêu nó quay thì con nói nó là ok, ba làm một động tác thì con quay một cái. Thì okay. nó quay mà quay chơi cho vui vậy. Anyway thì anh em mình tiếp tục như vậy đi. Mình vừa làm cái này vừa giúp người ta mà coi, nếu mà nhiều hứng thú mà muốn mình giới thiệu product giống như là ketone product hoặc là turmeric product. Mình giới thiệu những cái mặt hàng như vitamin D thì mình không làm ở đó, thì
thì có thể mai mốt mình cũng liên lạc với công ty bảo trợ, nó bảo trợ cho mình cũng được. Thật sự mình không làm vitamin D. À, nếu mà mình giỏi quá mình làm cái đó thì cũng được chứ không gì. Kiếm mình cái đó, mấy cái đó. Thật sự mình nếu mình giỏi nó kiếm mình, nó kiếm mình thấy bà hay chứ gì. Bà em biết. Nó kiếm mình nó muốn mình sponsor, mình. Nó sponsor mình để quảng cáo. Có trường bảo nó có cả triệu, có triệu view nó năng nỉ nó tới cho Forex. Đó là. They find. Ok, cái này nó đứng ngoài anh à. Vậy thôi bây giờ thứ bảy á. Bây giờ chú ơi, anh rảnh anh soạn lại rồi xong cái anh nghĩ gì. Hello. Hello. Nó bị đứng nữa anh. Hai anh Mẫn, cho em.